Hầu hết các cô gái Thái đều có thể tự làm cho mình một tằng cẩu cân đối và ngay ngắn ngay giữa đỉnh đầu. Sau khi gội với bột lắng, nước vo gạo nếp ủ và hóng khô tóc, họ chải tóc phía sau gáy và phía trước lên đỉnh đầu cho thật xuôi, túm buộc tóc bằng dây thun, dùng tóc độn nối đặt vào chỗ buộc, đặt tóc giả với tóc thật, tiếp tục dùng cuộn len đặt vào phía sau chỗ buộc, phủ tóc lên cuộn len và cố định bằng cây kẹp hay dây cột, sau đó kéo tóc phủ lên cuộn len. Nếu phụ nữ có đủ tóc thì không cần cuộn len. Cả tóc thật và tóc giả được quấn tròn quanh cuộn len để tạo thành tằng cẩu. Tóc càng nhiều thì tằng cẩu càng lớn, chứng tỏ gia đình hòa thuận, ấm no. Dùng lưới phủ lên tằng cẩu và dùng châm bạc với mũi nhọn xuyên vào để làm đẹp tằng cẩu với đồng tiền bạc hay vàng và dây sợi. Tằng cẩu gắn liền với cuộc sống của phụ nữ người Thái đen bắt đầu từ ngày khửng cẩu. Họ bới tằng cẩu khi đi ra ngoài đường, làm việc hay thậm chí là cả ngủ. Trừ phi chồng mất thì mới được thả tóc xuống, xong tan chồng thì lại tằng cẩu lên. Vì búi tóc tằng cẩu quá cao, trước đây khi đi xe máy, mũ bảo hiểm thật sự không thể bảo vệ mà chỉ bao trùm chiếc tằng cẩu. Từ đầu năm 2017, mũ bảo hiểm tằng cẩu đã được một doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, giúp người phụ nữ Thái đen vẫn duy trì được tục lệ lâu đời, tuân thủ luật lệ giao thông và bảo vệ sự an toàn của bản thân khi lưu thông trên đường. Cách đội khăn piêu khi có tằng cẩu cũng khác biệt. Người phụ nữ chia khăn đều về hai phía và đặt sâu tằng cẩu. Một đầu khăn vắt về phía sau, quấn vào trước trán và bao trọn tằng cẩu, kéo nhẹ lên để hoa văn phía sau phủ ngang vai. Đầu khăn còn lại phủ ngược về phía sau, quấn quanh tằng cẩu để hoa văn lộ ra ở phía trước các cúc piêu ở mép khăn. Tằng cẩu không chỉ là một vật trang sức làm tăng thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Thái đen, đây còn là biểu tượng của sự chung thủy và cũng là cách thể hiện sự tôn trọng chồng, gia đình nhà chồng. Khi đã về làm dâu, mái tóc ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ được buông thả như lời thề, chọn một lòng son sắt với chồng. Mong phụ nữ Thái đen sẽ giữ được tằng cẩu như một giá trị văn hóa đặc trưng. Các du khách nữ nếu có tóc ít vẫn có thể quấn thành công chiếc tằng cẩu, giúp cho giá trị tuyệt đẹp này ngày càng được lan tỏa. Hãy cùng Exotic Việt Nam làm điều đó.